đấy, đây là phần của phần cúng trạng của cụ Hiệp à. Ảnh đó có gì bà hủ nào được nói 100 đồng nãy đưa lấy đây tôi lên coi ăn chưa em ăn thôi được vậy là cắp bôi bộ với bộ Hiệp rồi nha. Lấy chung hưởng cái này có bắt tay không? Không dễ bị mất lắm, cái này có bắt tay không chứ? Cái này là không giả lăng da bằng cái này đó. Không dễ mà nói. Bây giờ đại xuống cho em chụp cái đó đây này, mình chỉ anh được anh Hiệp không cầm đây được rồi kiểm tra cho mất tôi thiệt cái giả bị bóc cái này đâu anh. Đây từ ngoài Bắc vô đây á, anh hướng xe xuống đây anh được 100 đó. Ủa em mới ăn xong đó. Đây, 7 năm rồi anh chưa được thấy được 100 đó. Ủa sao từ ngoài Bắc vô đây? Nhớ dữ à? Em nhớ. Nhớ dữ à? Cái này có chứng tin giả đưa trong ngó nè. Đó. Đúng rồi đúng rồi. Trong đó lớn lắm, nhỏ rồi nha. Mình trả mình nói về trong nó đưa đi, đưa đi kẻ rồi nó xả tràm cái là không có. Tờ nó đưa thì đưa xong cái mình vừa mới qua xe cái quay luôn cái xã đàm anh em ngồi đây tới xã đàm luôn đây là con toàn nhập đừng trực trạm này là đối tượng này là đối tượng nguy hiểm nhất này đây đối tượng này là đối tượng nguy hiểm nhất đây này đấy đối tượng này là đối tượng hiểm cái truy lùng lùng đó mà luôn cao vậy là lòng đó đây bà con đấy có mời rồi nghe qua tự nhiên nhà đàn bà đánh luôn này đấy, một khi mà chị ra máu đây là chị này là chị bệnh danh 30 phút bỏ cái giỏ xuống nữa. Đấy là chị này là chị gọi chị bệnh dành cho chị 30 phút. 30 phút. Hôm bữa này là chị thẹn thì chị thẹn thì chị phải giấu. Đó này đối tượng này đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Đấy. Vừa ăn nhiều vừa hại bót nhiều này. Lấy giờ từ nãy giờ này ăn phải hết gần đến một rổ táo rồi. Cháo ăn 2 tô. Tất bảo. Ăn lắm rồi ngày mai đi ăn lắm rồi mà ngày mai là đi hai hiệp. Rồi chào ha. Chào. Ơi, bạn gái chưa ai về chị kìa. Nãy giờ ăn không chưa bạn gái ăn thiệt chưa? Em quên. Ủa anh tên gì ta? Nít là Thành Nhân Đặng của Tân An Long An. À Tân An Long An. Anh đừng mấy gái anh hỏi thôi. Không, nhóm tên An Long An nữa. Nào. Chỉ có em là nhận được một thấm hình thôi. Còn là Long An là cái tên nhất. Nhưng mà Lan Anh là riêng ấy. Còn đây là anh xin giới thiệu bà con đây, anh này là anh 100. Còn anh quên anh quên. Còn anh 100 251. Còn quan anh 100. Còn em 33. Rút ra 2 là 33. Anh 37 đúng không? 33 đúng không? 33 là Hà Tây cũ á. Còn không Tiền Giang hả? Dạ. Anh này đâu rồi 37. Móc Tiền Giang á còn. Đúng không? 33. 33 nó còn cái gì mà nói Tiền Giang mà không có cái món Tiền Giang ghê. Trời ơi Tiền Giang ta lấy khác Tiền Giang lấy. Ấy đây nè. Phải tha là mình tao móc Tiền Giang. À Dung đúng không? Đây xin đưa lên đây nè. Anh Dung. Vào luôn vậy ta nghe Dung rồi. Đây xin đưa kính thưa các bà con đấy, đây là hôm nay là anh Lâm Quân Trường đấy, tài trợ 5 con lợn đang cúng cụ Hiệp. À, chào Hải Phó Mã. Dạ sủa, sáng ăn sủa. Nói chung là tất cả em này chưa có. Thôi vậy, anh em đi. Dạ còn anh vô trước đi.
tối hôm qua là mình tặng hết một tăng cái móc khóa ở đây. Đây, hiện trường bà con hiện tại bây giờ là nó đã xả bót rồi. Không phải là cậu chim nhá. Nó nói xả và đi rất là thoải mái. Cái thu là rất đủ rồi, rất quay lại đấy. Nó không quá gì đâu, nói đi cái đường ngoài nó chắc nó xe. Hiện tại ở nhà bà 81 còn rất là nhiều giờ anh em bạn hữu. Chà Vinh có luôn. Đấy, Chà Vinh đây. Đấy, Chà Vinh có luôn. Đấy, đấy, Chà Vinh luôn đây. Ở Sài Gòn. Giờ bên đó có ai ngồi chăm di được ly nào qua ngồi chơi nhé. Không ăn thì uống. Đi ra ngoài chú lên chạy. Bạn chết vậy. Cảm ơn anh em. Dạ không sao, mời em lên tiếp. Mời mời buổi nào? Buổi tối mới lên, buổi tối mới lên tại vì 8-9 giờ lên tới đây. Vậy chứ hả? 8-9 giờ. Hôm nay là nơi bạn là mình đang làm phát biểu cho ngày mai á. Ngày mai giới thiệu bà con ở đây là nó bên cho bình chạy qua đây. 8 giờ là có cháo rồi. Mình làm sớm. Làm tối hơi sáng rồi. 8 giờ là có cháo rồi chứ ngày đêm đến bây giờ. Sáng mai em nhịn đói tới chiều em lên. Bây giờ cũng gì cái bót này mà nhờ bà ngủ mình áo phô một hết nhiều rớt. Bỏ hàng xong cái bót rồi về rồi đủ đủ luôn. Cái bài đăng đó có hay không? Đó, bài đăng em biết mà. Không, ông tụi đuổi còn hơn. Tại thằng lơ nữa. Cái bài đăng đó có thằng lơ về. Tôi là vừa đuổi nè. Đó đó đó. Đúng rồi, nhìn thì đánh bót vợ đuổi đây. Có đăng hết rồi, chụp hình chung là nó dặn để rồi xuân này con không về. Không có mùa xuân không nở hoa rồi xuân này con không về. Ra em tắm chào hết. Rồi chào. Rồi chào anh. Anh mới đầu tiên đăng của Long An rất là. Anh vợ em về anh vợ. Đi vào dưới chơi đi. Chút nữa chứ. 338 anh cháu đây Bình ơi. Gả cho tôi. Tôi với ông là tiên bố nghịch kể từ cái giây phút này luôn á. Mày. Tiên bố nhà lý con nhỏ đó là gãy tao đó. Ai cũng danh, ai cũng danh. Bỏ không đi. Chơi với nhà còn chặn số hỏi chơi chơi sao hồi ba anh em sẽ giết xe tăng luôn. Mà chiếc xe tăng nó cỡ không nổi đâu. Đấy, đối tượng này là rất thân mừng bọn rồi. Cực kỳ nguy hiểm. Đối tượng này là rất thân mừng bọn rồi. Là Đủ Dân. Ừ. À, Trương Đủ Dân. Ừ. Nghe tên là lâu rồi. Chào đồng chí. Mới Yên Bái về. Trời ơi, mới ở Yên Bái mà vẫn còn mặc cái áo này thì. Đấy, chắc bà con đã biết là... đối tượng này là rất nguy hiểm đấy. Hai đối tượng này rất là nguy hiểm. Lên quan cháu đi chú. Chết luôn là cũng đói bụng. Tối về bay về Cần Thơ quốc với Thái Diễn dọc dưới rồi. Ủa Thái Diễn hả? Ừ. Nhưng mà mình có đói bụng chứ, qua đây rồi chơi với anh em thôi. Không không đâu. Để anh về cũng vô lấy xe được, xe đậu nhà em. Nên thôi để anh về. Không lát em chạy xe đó mà. Chạy cho. Không đi đâu. Nguyên ngày mà đánh khẩu giang. Bỏ hàng. Hai ba chú à. Khẩu giang đánh hai xị thôi. Nào. Hiệp em. Hả? Bây giờ đúng. Cũng Tân Phú Thạch á. Qua cái chạy bót. Công nghiệp á. Là nhà phí rồi. Chi. Em cũng nghĩ bên này cũng đáng. Đấy. Em ở trong Hậu Giang mà Phụng Hiệp mà vô. Dám tranh với Sóc Trăng lại gì của đây. Kêu gà tao rồi xong rồi tới ngày chủ đây mưa
bà con nhắm cái bót rồi cụ hiệp à, với đối tượng chìm lợn chìm nước thì nó để ý đấy. Hiện tại bây giờ là bót cụ hiệp vẫn trong hốc cúng cụ xong là cụ cụ chả hiển linh gì cả, cụ đi mất tiêu rồi. Ủa, ông Long Long, sao tự nhiên cái của tôi nó không có lên cái mấy cái phần bình luận như thế này ta? Không có ai coi ai ngủ chưa rồi. 187 người đang coi này. Coi mà không thích bình luận. Không, lát thôi xíu tắt cái đây à. Không biết, chuyện đó không biết. Gọi là cái gì à? Tao ví dụ dốt nha, tên Phương. Ở quý bang á, chỗ quý bang á, cầu vào.